36 cá thể động vật có trọng lượng 10,4 kg, gồm 9 cá thể rắn hổ đất nâu và rắn ráo, 12 cá thể rùa đất sepol và 15 cá thể tắc kè hoa được thả về khu vực suối Lạt, bản Chiếu, xã Mường Thải, thuộc khu rừng đặc dụng Tà Xùa. Số cá thể này do đội cảnh sát tội phạm về kinh tế ma túy môi trường, công an huyện Phú Yên thu giữ của một đối tượng tại bản Pa, xã Tường Tiến vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 và bàn giao cho hạt kiểm lâm huyện Phú Yên vào ngày 25 tháng 5. Sau khi cơ quan thú y kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe của các cá thể, hạt kiểm lâm huyện Phú Yên đã tiến hành thả toàn bộ 36 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.